Vâng, mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Lời nói đầu tiên thì chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Bữa nay cắt tóc cạo râu cũng đẹp trai rồi hả bà con nha. Hôm nay quay trở lại văn phòng của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Đây cái logo của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ đây bà con. Vâng, chúng ta quay trở lại cái câu chuyện rất là nhiều quý bà con hỏi về cái việc mà vàng lá thối rễ, tiếng trùng rễ trên cây sầu riêng, đặc biệt là cây sầu riêng hả bà con. Cái việc mà vàng lá thối rễ trên cây sầu riêng đang là cái nỗi lo của hàng ngàn vườn bà con của chúng ta đang trồng khắp nơi trong cả nước. Bệnh vàng lá thối rễ trên cây sầu riêng, trên cây bưởi nếu không mà xử lý kịp thời sẽ gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế. Đặc biệt là cái vườn chúng ta đang trong cái giai đoạn mà kiến thiết sắp bước vào cái giai đoạn kinh doanh, nghĩa là sắp chuyển giao cái giai đoạn giữa mà tốn tiền, bây giờ tới cái giai đoạn mà thu tiền, mà nếu như mà cái giai đoạn mà gần vào kinh doanh mà chúng ta bị thất thu thì cũng hơi thất bại bà con. Và để đặc trị cái bệnh vàng lá thối rễ trên cây sầu riêng dứt điểm á, thì phòng ngừa cái bệnh tái phát, và nhà vườn bà con chúng ta cần hiểu rõ những cái nguyên nhân như thế nào để nắm vững cái quy trình xử lý. Trong cái video ngày hôm nay mình cũng xin hướng dẫn chi tiết cho bà con các cái bước mà đặc trị vàng lá thối rễ trên cây sầu riêng ra một cái quy chuẩn nhất. Chúng ta nói gì đi nói lại cái biểu hiện của vàng lá thối rễ trên cây sầu riêng như thế nào. Cái bệnh vàng lá thối rễ trên cây sầu riêng có những cái biểu hiện, đó là chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn trên lá trước, cái lá nó chuyển dần vào màu vàng, lá từ xanh chuyển dần vàng dần sang, mà ban đầu thì ở trên một vài cành thôi bà con, nhưng mà sau đó nó sẽ lan vàng ra toàn bộ cây và nó dẫn đến tình trạng là chết chậm. Nói đến lá thì chúng ta phải nói đến rễ. Ở dưới rễ thì các cái đầu rễ non nó sẽ bị thối, đặc biệt là rễ cám bị thối, và phần rễ nó bị tuột ra khỏi cái phần lõi của gỗ luôn. Và những cái cây bệnh nặng á, thì bị nặng rễ á, thì cái rễ cái nó bị thối đen đi. Và rễ sầu riêng bị thối thì khiến cây không thể hấp thu được nước và dinh dưỡng để nuôi cây, cây kém phát triển, không ra đọt, lá nó vàng úa, trái rụng dần, và khi bộ rễ bị thối toàn bộ thì cây sẽ chết từ từ nha bà con nha. Nghe nó đầu lòng ha. Và chúng ta đi tìm cái nguyên nhân trực tiếp để gây ra cái bệnh này á, đó là nấm Fusarium, Phytophthora và Phytophthora, đặc biệt có cả tiếng trùng rễ gây ra. Trong đó cái sự tương tác giữa Fusarium và tiếng trùng rễ là cực kỳ quan trọng nhất. Tuy nhiên cái nguồn gốc sâu xa cái bệnh vàng lá thối rễ là do như thế nào, là do bà con chúng ta chăm sóc không đúng nha bà con nha. Trước khi xuống giống á, chúng ta bà con không tiến hành xử lý cái hố trồng này, đất vườn nó nấm bệnh, tuyến trùng nó gây hại trong đất không bị tiêu diệt được, và chúng tiếp tục phát triển gây hại cho cái cây trồng sau này của chúng ta, đó là cây trồng mới, cây sầu riêng, cây bưởi, cây cam, cây những cái cây mà mới sau này. Và đối với các cái vườn sầu riêng ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là ở miền Đông Nam Bộ, Bình Phước này, rồi trên Tây Nguyên dần dần lên Đắk Nông, Đắk Lắk, thì bà con á thường bà con biết rằng là cái vùng này là thường bị thiếu nước vào mùa khô. Vì vậy thì bà con thường làm mô âm mà đào cái lỗ sâu á, và mùa mưa cái độ ẩm nó rất là lớn, nấm bệnh nó dễ phát triển và gây hại. Cái điều này là bà con cũng thấy em quay rất là nhiều video. Với các cái vườn ở đồng bằng sông Cửu Long thì đất có thành phần nó sét hơn, ở miền Tây bà con thì đất nó sét hơn, khó thoát nước sau các cái đợt mưa dài, mưa kéo dài, và khiến cho bộ rễ hô hấp yếm khí trong một cái thời gian dài, và các cái chất độc nó sinh ra nó không được hóa giải và làm cho bộ rễ nó ngộ độc này, khiến cho rễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho nấm bệnh nó xâm nhập. Và đặc biệt là lạm dụng cái phân bón hóa học trong thời gian dài, rất là nhiều quý bà con sử dụng các loại phân mà 30-10-10, phân đạm, phân ure, rồi đặc biệt là các cái dạng phân mà có phân hữu cơ nhưng mà các nhà sản xuất họ trộn cái ure, trộn cái đạm vào để mà tăng cái hiệu quả. Khi mà bà con rải xuống mà con thấy nó phát đọt lên đó, các cái loại phân hữu cơ nào có mùi khai thì bà con né nó ra ha. Việc lạm dụng phân bón hóa học trong thời gian dài, các cái chất độn trong các cái loại cây, các cái loại phân bón làm cho đất trở nên thoái hóa, người ta gọi là chất độn đó. Ví dụ như trong cái phân rác mà đụng cái phân ure vô là banh xác, làm cho đất chai cứng và tạo cái môi trường thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Và nhiều bà con cũng tận diệt cỏ trong vườn. Đến cái thời điểm là năm 2022 rồi mà rất là nhiều quý bà con đi xịt thuốc cỏ, thấy đau lòng. Cắt cỏ thôi nha bà con nha.
đi xịt thuốc cỏ, tận diệt cỏ trong vườn khiến cho cái mặt đất bị. Vâng, vừa làm cái video này đang làm lỡ cửa thì có một cuộc gọi của bác nông dân, em trả lời xong thì giờ nó ngắt quãng, thì quay trở lại cái vấn đề mà tận diệt cỏ trong vườn thì khiến cho cái mặt đất bị rửa trôi mà bào mòn ha, xói mòn vào mùa mưa và thoát nước trong vườn kém và ngập úng làm chết rễ. Các cái vi sinh vật có lợi để bảo vệ và tiêu diệt á, các vi sinh vật có lợi á là bị tiêu diệt bởi các cái hóa chất mà diệt cỏ, khiến cho cái quần thể vi sinh vật gây hại á, nó có cơ hội bùng phát và tấn công cái rễ cây của chúng ta. Cái quy trình mà đặc trị bằng lá thối rễ trên cây sầu riêng như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải làm gì? Cắt tỉa những cái cành vàng. Việc cắt tỉa bớt cái cành vàng nhằm mục đích là giảm cái áp lực lên rễ, giảm cái sự thoát hơi nước, bởi trong cái quá trình mà trong cái tình trạng này là rễ nó có thể là bị hấp thụ được, có nghĩa là không thể hấp thụ được một cái lượng mà lượng nước và lượng dinh dưỡng nhau con để nuôi cả cây, và chúng ta tiến hành cắt từ cái đầu đỉnh đọt xuống khoảng 2 đến 3 mắt lá để cây nó dễ ra lọc khi mà nó phục hồi. Đó, nó dễ ra lọc phục hồi. Và cái bước tiếp theo là cái bước này nè bà con. Cái bước tiếp theo á là bà con xới cái đất lên một cái tầng lớp khoảng 10cm đến 15cm và bắt đầu chúng ta sử dụng cái chai thần sấm diệt tinh trùng này. Chúng ta dùng cái chai thần sấm diệt tinh trùng này, chúng ta tưới gốc, tưới quanh gốc, chúng ta có thể phun trên lá luôn. Cái này nó có lưu dẫn hai chiều nhưng đặc biệt để hiệu quả cao thì chúng ta sẽ tưới dưới gốc. Ở trong này nó có phóc môn hàm lượng lăng và kali, đặc biệt là lăng ba dạng 3D, nó oxy hóa khử, tiêu diệt tinh trùng rễ cũng như là những cái con nấm có hại, và kali nó sẽ khống chế cho cái đất của chúng ta bớt đi cái hàm lượng mà lượng đạm ở trong đất, cũng như là cân bằng lại cái dinh dưỡng cho đất. Đặc biệt là ở đây nó có một cái hàm lượng, có nghĩa là cái nguyên liệu sử dụng có là magie và có cả đồng nữa, phóc môn thực vật làm cho cây chúng ta, lá chúng ta xanh. Mỗi gốc như vậy chúng ta tùy theo cây lớn nhỏ chúng ta có thể tưới từ ở trong gốc, ví dụ như cái đây là cái gốc sầu riêng, cái cây sầu riêng chúng ta tưới từ ở trong gốc, tưới lan ra bên ngoài. Nếu chúng ta phòng bệnh thì chúng ta pha một chai này là 400 lít nước, còn nếu chúng ta trị bệnh chúng ta pha một chai này cho 200 lít nước, thì chúng ta làm liên tục hai cử, có nghĩa là từ cử thứ nhất đến cử thứ hai á là 3 ngày. Đó là phương pháp chúng ta trị bệnh, còn phòng bệnh thì chúng ta định kỳ, ví dụ như vài ba tháng chúng ta đi một lần, đặc biệt là đầu mùa mưa và cuối mùa mưa chúng ta đi một lần để chúng ta tiêu diệt cái nấm bệnh có hại và cung cấp một cái hàm lượng lăng và kali cũng như là phóc môn và magie và đồng cho đất của chúng ta, nó có một cái vi lượng cũng như là có một cái hàm lượng mà để cho cây chúng ta nó chống chịu với thời tiết bất lợi cũng như là chống lại những cái vi sinh vật có hại. Và đặc biệt thì quý bà con cũng biết rằng là vào mùa nắng thì chúng ta nên đi cái hàm lượng phân hữu cơ, vào mùa nắng, còn mùa mưa thì chúng ta hạn chế nha bà con nha, đặc biệt là hạn chế đạm. Và cái là lượng phân mà phân hữu cơ nở vào mùa mưa thì nó cũng ngậm nước rất là nhiều, nên cái việc đó chúng ta cũng hạn chế. Cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải xử lý cái thằng thần sấm diệt tinh trùng này để chúng ta tiêu diệt nấm bệnh. Chúng ta tiến hành tưới, nếu như mà chúng ta phòng á, là chúng ta khoảng 400 lít nước một chai này. Một chai này là 195.000, sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Nó có mã code hết, có mã QR hết này bà con chúng ta có thể nhìn thấy. Không biết camera thì quay có thấy rõ cho bà con thấy không, có mã QR hết nha bà con nha. Trong cái quá trình mà xử lý á, bệnh á, chúng ta tuyệt đối là không sử dụng các cái hóa chất tưới vào gốc, không sử dụng các cái loại phân mà phân gọi là phân hóa học, ít nhất trong những cái giai đoạn mà gọi là giai đoạn chúng ta xử lý bệnh nha bà con. Chúng ta nhớ cái điều đó. Và sau khi mà chúng ta, đối với những cái cây mà bị tinh trùng, sau khi chúng ta làm hai cử thì khoảng 5 ngày sau chúng ta sẽ đi cái bộ can siêu phục hồi để cây chúng ta nó phục hồi lại. Các cái biện pháp chúng ta phòng ngừa cũng như là chúng ta hạn chế cái việc mà bệnh nó tái phát á, để hạn chế bằng lá thối rễ hiệu quả thì bà con nên chủ động phòng ngừa bệnh ngay từ đầu bằng cái chai mà thần sấm diệt tinh trùng này, là đó là chúng ta tưới gốc, còn chúng ta tỉa cành tạo tán, chúng ta trồng cho thông thoáng trước khi mà trồng, chúng ta cần phải xử lý đất thật kỹ nha bà con nha. Và chúng ta tiêu diệt nấm khuẩn gây bệnh còn tồn tại trong cái môi trường đất bằng cái chai thần sấm diệt tinh trùng này.
chúng ta bổ sung phân, có thể bổ sung phân hữu cơ, phân chuồng vào mùa nắng, bổ sung hàng năm để cải tạo làm cho đất tươi xốp và giàu cái mùn và cũng như là dinh dưỡng, tạo cái môi trường cho hệ sinh vật đất nó phát triển. Chúng ta tưới định kỳ cái bộ mà siêu dưỡng cây, bà con hay thấy ở trên kênh em hay quay, đó là siêu dưỡng cây cộng với humic Hoa Kỳ và trico humic, một can siêu dưỡng cây cộng với hai gói humic Hoa Kỳ và hai gói trico humic để chúng ta tưới gốc. Đó, xây dựng cái hệ thống thoát nước trong vườn để ngăn ngừa cái tình trạng mà ngập úng gây hại cho cây sầu riêng. Chúng ta cân bằng độ pH bằng cái việc mà bổ sung những cái dinh dưỡng humic Hoa Kỳ và trico humic để làm cho đất chúng ta nâng cái độ pH và từ từ nha bà con. Ngoài ra thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm cái chai siêu giáp để phun trên lá và trên trên thân để hỗ trợ thêm cái magie bổ sung cái lượng kẽm. Và chúng ta cỏ, chúng ta để cỏ ở trong vườn giúp cho đất của chúng ta thông thoáng và tạo cái môi trường cho vi sinh vật có lợi nó sinh sống, vừa tăng cái lượng sinh khối hữu cơ và cho đất chúng ta. Khi mà chúng ta cắt tỉa, chúng ta đưa xuống trong đất thì nó sẽ làm tăng cái hàm lượng mà sinh khối hữu cơ và chủ động phòng ngừa nấm bệnh định kỳ nha các con nha. Thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm và có biện pháp kịp thời xử lý. Vâng, ở trên video trên màn hình có số điện thoại mà mong bà con nếu cần, bà con cần tương tác gì bà con thể gọi vào số điện thoại trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ tư vấn cho bà con tốt nhất, và chúc bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Cần thiết gì bà con có thể gọi vào số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ thì bye bye bà con.